Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Thưa quý vị, trước hết thì cũng muốn thưa với quý vị là như thế này. Làm người Việt Nam thì ai cũng yêu đất nước và mong muốn cho đất nước phát triển. Đó. Thế nhưng mà nó có nhiều những cái lý do ràng buộc khác nhau. Mà một điều chúng tôi muốn nói với quý vị, kể cả những người cộng sản đang cai trị ở Việt Nam hiện nay cũng vậy. Họ cũng muốn đất nước cất cánh. Trước kia thì có một số người ta không biết những lý do, nhưng mà cái giai đoạn hiện nay ấy, với một cái chính sách mà tương đối gọi là cởi mở rồi, thì phần lớn, nếu không nói là đa phần, những lãnh đạo Việt Nam người ta biết rất rõ làm như thế nào để Việt Nam có thể cất cánh. Cái chữ cất cánh của chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây ấy, là Việt Nam trở thành một cường quốc về kinh tế. Mà cái thuật ngữ trước kia người ta gọi là hóa hồng, hóa rồng, hóa hổ đó. Như các cái hiện tượng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay là Singapore trong cái thập kỷ khoảng 80-90, thì quý vị đã chứng kiến sự trỗi dậy của cái các quốc gia ở Đông Á. Người ta có những cái tiến bộ vượt bậc, mà là họ là những đất nước mà đã thoát ra khỏi các cuộc chiến tàn khốc không kém với Việt Nam cả. Nhật Bản thì như quý vị ngày hôm qua là tổ chức kỷ niệm ngày mà Hoa Kỳ ném xuống Nhật Bản 2 quả bom nguyên tử họ để chấm dứt cái chiến tranh thế giới. Hay là Nam Hàn thì cũng trải qua một cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên, như chúng ta đã thấy, tức là một cái cuộc đối đầu giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thì kết quả để lại là đất nước Nam Bắc Hàn cũng bị chia đôi. Như là ở Việt Nam vào sau Hiệp định Geneva năm 1954, thì đất nước Nam Hàn cũng trỗi dậy từ một cái đống gọi là hoang tàn đổ nát như vậy. Thế thì thưa quý vị, một cái điều chúng ta thấy rất rõ là giữa Nam Hàn và Bắc Hàn nó có những cái sự thay đổi cùng trên một cái đống tro tàn của chiến tranh. Thì đất nước Bắc Hàn cho đến nay thì về cơ bản là dân chúng vẫn đói nghèo, hoàn toàn không có quyền tự do. Dưới một chế độ độc tài gia đình trị họ Kim. Ở đây là cái điều này không nói ai biết. Và ở bên cạnh đó, người anh em Nam Hàn thì trỗi dậy trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới. Đó. Thì là tôi cũng muốn nói với lại các bạn dư luận viên hoặc những cái đầu bảo thủ, không phải nhìn đâu xa cả, không phải bàn luận gì nhiều, cứ so sánh giữa Nam Hàn và Bắc Hàn thì các bạn sẽ thấy là tại sao các bạn, nếu mà các bạn không biết lý do tại sao thì các bạn phải nghe cái chương trình tôi nói, tôi giải mã cho các bạn là lý do vì sao mà Việt Nam không trở thành một quốc gia đứng đầu của Đông Nam Á. Mà điều này là ông Lý Quang Diệu lúc còn sống, từ những năm cuối của thế kỷ 20, ông ấy đã khẳng định cái điều đó, thưa quý vị. Đó. Thì quý vị còn nhớ, hình như là ông Bảy Phúc thì ông là vua Ngô Hưng. Ông thì hay phát biểu, mà tôi nhớ mang máng hình như là ông có nói một điều là Hà Nội phải trở thành Paris, đó. Và thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành Singapore, đúng không? Nói chung là tôi nhớ mang máng như thế, tại vì tôi chỉ cần nghe cái phát biểu là Hà Nội là Paris, thành phố Hồ Chí Minh là Singapore, những cái kiểu phát biểu của ông Phúc, phát biểu Ngẫu Hưng, phát biểu của những người mà thiếu trí tuệ thì không bao giờ tôi đọc cả. Tôi chỉ nhớ như thế. Thế thì cái điều này thì tôi nghĩ rằng là một cái mong muốn ấy, là mong muốn chính đáng, đúng không? Thế nhưng mà để trở thành Paris thì cái điều nó cũng hơi xa vời, đó. Nhưng mà để trở thành Singapore thì tôi nghĩ không khó. Cái điều đó nếu mà chúng ta đi đúng đường lối, đó. Đúng thì những cái như quý vị thấy đấy, có những người người ta làm giàu chỉ trong chớp mắt là người ta giàu, nếu người ta đúng đường đúng lối, ngoài cái sự may mắn, đó. Thì đất nước Singapore cũng vậy đó, thưa quý vị. Chỉ sau 30 năm thì Singapore từ một cái gọi là làng chài, tất nhiên là Singapore cũng mạnh để nhờ cái cảng, cảng Singapore là cái nơi trung chuyển hàng hóa, thì cái điều đó là chúng ta không thể phủ nhận được.
Thế nhưng mà rồi là chỉ sau 30 năm mà Singapore đã trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Đó. Thế thì cái người đứng đầu Singapore trước đây là cựu thủ tướng Singapore mà bây giờ là cố thủ tướng Lý Quang Diệu, là một người hết sức quan tâm đến Việt Nam. Ngay từ khi mà Việt Nam đã có những cái ý định đổi mới thì ông Lý Quang Diệu đã nhìn thấy và ông phát biểu như thế này. Đây là theo lời ông Nguyễn Trung, là thư ký của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông nói lại. Vâng. Thì theo Nguyễn Trung ấy, ông cho biết là ông Lý Quang Diệu đã nói lẽ ra trong cộng đồng ASEAN thì Việt Nam phải là một nước phát triển hàng đầu. Đây tôi đọc nguyên văn thưa quý vị. Vì Việt Nam có đủ điều kiện có thể đạt được điều như thế, và cộng đồng ASEAN cũng cần một Việt Nam như thế. Thậm chí có lúc Lý Quang Diệu còn nói ông ước gì Singapore cũng rộng lớn và có các điều kiện tự nhiên phong phú như Việt Nam. Thưa quý vị, ông Lý Quang Diệu cũng ước mong là như vậy. Nhưng đồng thời ông Lý Quang Diệu cũng chỉ ra ngay một cái tồn tại, ông chỉ ra cái yếu huyệt mà vì sao Việt Nam không cất cánh được. Nhưng mà những cái điều mà ông nói ra thì những nhà lãnh đạo Việt Nam thời đó, cái đầu thập kỷ 2000 thì có vẻ không hài lòng những cái nhận xét rất thẳng thắn của Lý Quang Diệu. Thế thì thưa quý vị, trở về cái quan điểm cá nhân ấy, thì tôi luôn luôn cho rằng hiếm có quốc gia nào mà được tự nhiên ưu đãi, có một đất nước ở một cái vị trí, không chỉ là vị trí địa chính trị mà là một vị trí địa lý tuyệt vời. Việt Nam chúng ta thực sự là một đất nước được thiên nhiên ưu đãi, có rừng vàng, có biển bạc. Trong cái giai đoạn năm 1980 và khi mà đặc biệt là năm 1985 là cái thời kỳ mà Việt Nam thiếu đói nhất, chúng tôi khi ấy là những người mà đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi đó, thì luôn luôn lẩm bẩm với nhau là tại sao cứ nói là Việt Nam rừng vàng biển bạc mà bây giờ đến cơm cũng không đủ ăn cho nó. Nhưng mà sau này là đi ra nước vùng này đó, học tập làm việc và sinh sống thì mới thấy là Việt Nam có những cái thế mạnh quá tốt. Quý vị nhìn sang cái đất nước láng giềng của Việt Nam, đó là Thái Lan, đúng không ạ? Là một cường quốc về du lịch. Nhưng mà thực ra những điều kiện địa lý, những cái điều kiện mà những cái bãi biển vân vân của Thái Lan thì không thể nào mà bằng Việt Nam được. Thái Lan thì nổi tiếng với cái bãi biển Phuket, đúng không ạ? Nhưng mà cái bãi biển đó nó chỉ có ít. Nhưng mà cái thế mạnh của du lịch Thái Lan là người ta khai thác cái dịch vụ du lịch rất hiệu quả. Thì lúc nào sẽ nói một cái chủ đề về cái du lịch Thái Lan để hầu quý vị. Thế nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thì quý vị thấy rồi, đúng không ạ? Rừng vàng thì bị chặt hết rồi, biển bạc thì là bây giờ là Trung Quốc nó lấn dần. Nhưng mà cái vấn đề là phát triển du lịch Việt Nam là nó không được có một cái quy hoạch thích đáng, nó phù hợp, cần phải có. Thế thì thưa quý vị, là trở lại cái vấn đề Singapore thì người ta nói rằng là trước nay chúng ta hay có cái so sánh gọi là giữa Nam Hàn, Bắc Hàn đó. Thế bây giờ nó lại có một cái so sánh ở cái góc nhìn mới mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng sẽ quan tâm, cái điều mà tôi sẽ giới thiệu đó. Đó là xuất phát điểm của nhà nước Singapore và nước Cộng hòa Fidel của nước Cộng hòa Cuba của Fidel đó, cùng sinh ra, coi như là cùng thành lập là hai nhà nước trẻ tuổi là năm 1959. Mà tại thời điểm đó Cuba là một quốc gia thịnh vượng hơn Singapore rất nhiều. Và một cái điều đặc biệt thưa quý vị, đó là Cuba là cách Miami của Florida, Hoa Kỳ chỉ khoảng 1 giờ bay thẳng đó. Tức là cái vị trí của Cuba
là có những cái điều kiện rất là tốt. Thế vậy mà, thưa quý vị, kết quả là gì? Đến năm 2013, đây là tôi lấy cái số liệu thống kê năm 2013, thưa quý vị, thì cái chỉ số sức mua đầu người của Singapore thì đứng thứ 3 thế giới, với cái con số là trên 61.000 đô la Mỹ. Thế còn cái nước Cuba cộng sản thì sao? Không ạ? Thì kết quả của Ngân hàng Thế giới người ta nói là Cuba không thể xếp hạng được, vì người dân Cuba chỉ cần 30 đô la Mỹ mỗi tháng là họ đủ sống rồi. Tôi xin nhắc lại là 30 đô la Mỹ một tháng là người Cuba cũng có thể tồn tại một cách gọi là ngắc ngoải được rồi, không ạ? Tại sao nó có sự chênh lệch như vậy? Câu trả lời rất dễ dàng, thưa quý vị. Đó là ông Fidel đã đi theo cái chủ nghĩa cộng sản. Ông đã quốc hữu hóa và đánh tư sản. Ông tiêu diệt tư hữu đến nỗi mà không xa đâu, cách đây vài năm thôi, mà người dân Cuba còn không được sử dụng máy vi tính. Chỉ những năm gần đây thì mới bắt đầu là được sử dụng các cái thiết bị công nghệ thông tin. Đó. Cái vấn đề tôi muốn nói với quý vị ở đây ấy, đó là cái sai lầm về chính sách. Cuba thất bại, Cuba không phát triển được vì người ta theo chủ nghĩa cộng sản. Điều này là rõ ràng, điều này là chứng thực. Đó. Mà ông Lý Quang Diệu ông cũng nói cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sau đổi mới cũng như giai đoạn hiện nay hoàn toàn là nó xuất phát từ cái việc mà kinh tế Việt Nam, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đã được cởi trói và nó tự nó trỗi dậy thôi. Chứ còn là cái tác động của nhà nước, đặc biệt là chính sách, là kinh tế nhà nước là chủ đạo, là chỉ có ăn hại, chỉ có phá nát nền kinh tế mà thôi. Vậy mà chúng ta đã có một nước Việt Nam cũng có những cái chuyển biến mà quý vị thấy rõ trong bữa cơm hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày đã thay đổi rất nhiều. Đó. Cái việc mà người dân Việt Nam giờ sở hữu xe mô tô, đó, nó là một chuyện bình thường như ngày xưa mà người ta sử dụng xe đạp, đúng không ạ? Rồi bữa cơm của người Việt Nam, kể cả người nông dân cũng như những người lao động ở trong các khu công nghiệp thì cũng đã tốt hơn so với trước kia. Đó. Tôi nghĩ là chắc chắn rằng là nó tốt hơn cái cơm sinh viên ngày xưa mà chúng tôi ăn ở Việt Nam. Đó. Dẫn chứng trước kia để chúng ta cứ quen là so sánh Bắc Hàn với Nam Hàn. Nhưng bây giờ thì tôi lại so sánh giữa Singapore và Cuba. Thế thưa quý vị, thì cái quan điểm của cá nhân tôi từ lâu, tôi cũng quan sát và theo dõi cũng như là nghiên cứu kỹ về con người của ông Lý Quang Thiệu. Đó. Tại vì tôi thấy là những cái suy nghĩ và những cái mà tầm nhìn chiến lược của ông chứng tỏ ông là một người rất có hiểu biết. Mà một cái ấn tượng cho tôi đó là cái phát biểu của Lý Quang Diệu vào năm, nếu không nhầm thì khoảng năm 2014, trong một bài viết ấy, thì ông có nói nêu mỗi khẩu hiệu là chỉ có những kẻ ngu thì mới chống Mỹ. Đó. Tôi ấn tượng với ông là từ cái thời tôi đọc ông nói là chỉ có kẻ ngu ở chống Mỹ. Tôi ấn tượng về cái điều phát biểu của Lý Quang Diệu và tôi tìm hiểu về con người ông, và tôi bắt đầu theo dõi các hoạt động chính trị của ông tương đối là sát sao. Nhưng mà thưa quý vị, những phát biểu là chỉ có những kẻ ngu với chống Mỹ đối với Lý Quang Diệu chỉ là một cái khía cạnh nhỏ trong con người của ông ấy thôi. Chứ Lý Quang Diệu là một con người không theo các giá trị phương Tây. Đó. Những cái gì tốt của phương Tây là ông học, còn những cái gì không tốt của phương Tây là ông loại bỏ, ông chống. Thậm chí ông còn bị người ta vu cáo ông là những cái kẻ cai trị độc tài. Đó. Thế thì thưa quý vị, nói thêm một tí nữa về cái vấn đề mà ý thức hệ. Đó. Thì quý vị thấy đất nước Cuba đã chậm tiến sau Singapore thì đó rồi, là tại vì anh đi theo cái chủ nghĩa cộng sản thì anh thất bại. Nhưng mà có một cái nghịch lý tôi so sánh cho quý vị thấy, tức
tức là ở Trung Mỹ nó có một cái quốc gia là Panama. Panama là một quốc gia nổi tiếng với con kênh đảo của họ. Mà Panama hiện nay là một quốc gia thịnh vượng nhất ở trong khu vực Trung Mỹ. Thế thì quý vị có biết gì không? Khách Panama có một cái điều kiện tự nhiên nó gần giống như Cuba, nhưng người ta bảo Cuba thì cái điều kiện tự nhiên còn hơn hẳn với lại Panama. Vậy mà tất cả các sản phẩm công nghiệp nhẹ của Cuba thì phải được nhờ bán ở đất nước Panama cho khách du lịch của Mỹ. Đó là quý vị biết đấy, những sản phẩm nổi tiếng của Cuba như là xì gà La Van của họ, hay là rượu rum, vì là Mỹ cấm Cuba xuất khẩu cho nên là phải mượn cái thị trường Panama để bán. Tức là Panama không chỉ hốt bạc trong vấn đề kênh đào mà nó còn hốt bạc trên những cái sản phẩm của Cuba. Quý vị thấy không ạ? Nếu mà ai có điều kiện đi qua các đất nước Trung Mỹ thì sẽ thưởng thức được các sản phẩm của Cuba, mà những cái sản phẩm ấy là tương đối là thu hút với lại khách du lịch người Mỹ. Thế vì là ông Lý Quang Diệu được cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ông nhận xét như thế này: ông ta là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, mà chắc chắn ông Diệu, tức Lý Quang Diệu, sẽ được tưởng nhớ trong nhiều thế hệ như là một người cha của đất nước Singapore tân tiến và là một chiến lược ba tài giỏi về quan hệ Á Châu. Quý vị thấy Obama đó, cựu tổng thống Obama nói về Lý Quang Diệu như thế, đúng không ạ? Thế về cái thành tựu của Singapore thì chắc là trong số các quý vị đang theo dõi chương trình của KTV thì cũng hẳn là hiểu, đúng không ạ? Đã từng du lịch ở Singapore thì thấy thôi, nó là một đất nước rất phát triển và có kỷ luật. Ông Lý Quang Diệu đã thay đổi Singapore từ một đất nước nghèo nàn trở thành một quốc gia phát triển, và ngày nay trở thành là một trong hàng ngũ những quốc gia phát triển nhất thế giới hiện nay. Trong khi chúng ta nhìn lại những cái điều kiện tự nhiên của Singapore thì diện tích rất là nhỏ, tài nguyên là nghèo nàn, đến nước ngọt còn phải nhập khẩu, nước sinh hoạt tiêu dùng còn phải nhập khẩu từ Malaysia vào. Tất nhiên là Singapore nó có những cái cảng biển nổi tiếng thế giới, thì cái điều này nó cũng là những cái điều kiện tự nhiên mà thiên nhiên ưu đãi cho Singapore. Nhưng một cái mà ông Lý Quang Diệu ông cho rằng tài nguyên và quý nhất của đất nước Singapore là trí thông minh của người dân cũng như cái tinh thần làm việc hăng say của họ. Vậy mà quý vị biết không, ông Lý Quang Diệu mà nói là những cái người thông minh ở khu vực Đông Nam Á phải là người Việt Nam. Tôi nói thế không phải là tôi nói theo kiểu giọng tuyên giáo đề cao đâu, nhưng điều đó là có thật, người Việt Nam là thông minh. Thưa quý vị, là nếu quý vị ra nước ngoài học ấy, thì quý vị sẽ thấy sinh viên Việt Nam học là bao giờ giỏi, đặc biệt là những người mà học khoa tự nhiên, những cái môn mà những năm đầu mà phải học, khoa học cơ bản ấy, đó, thì sinh viên Việt Nam tiếp thu và học luôn luôn nổi trội. Thế nhưng mà có một điều rất là lạ là sinh viên Việt Nam sau khi ra tốt nghiệp thì làm việc với người bản xứ thì thường là thua kém về cái phong cách làm việc, đó, và những sinh viên bản xứ thì đạt tiến rất nhanh trong công việc, thì người Việt Nam vẫn còn chần chừ, chưa biết, chưa hòa nhập được với cái công việc, với cái cách làm việc của người bản xứ. Thế thì thưa quý vị, là ông Lý Quang Diệu ông có một tầm nhìn chiến lược, mà cách đây khoảng chừng 30 năm ông đã nhìn nhận vấn đề mà bây giờ tôi xin nêu ra để quý vị có thể kiểm chứng. Vào khoảng năm 1998, ông Lý Quang Diệu đã nhận định như thế này: Trung Quốc sẽ không muốn đối đầu với Mỹ cho đến khi nước này vượt qua hoặc ngang bằng với Mỹ trong lĩnh vực phát triển kinh tế cũng như ứng dụng công nghệ. Vì ông Đặng Tiểu Bình đã nói rằng là nếu Trung Quốc tiếp tục tối dậy hòa bình và chỉ khi nào giành được vị trí số 1 về kinh tế cũng như công nghệ thì họ không thể thua Mỹ. Đó là lý do vì sao mà ông Đặng Tiểu Bình khuyên giới lãnh đạo Trung Quốc là phải ẩn mình chờ đợi. Quý vị thấy không ạ? Cái nhận định của ông Lý Quang Diệu cách đây chừng 30 năm, ông đã nhìn cái vấn đề nó là như vậy rồi. Thế nhưng mà ông Tập Cận Bình ông lên thì ông quá nôn nóng, ông là công khai luôn đối đầu với lại Hoa Kỳ luôn. Thế mà
cho đến nay thì quý vị cũng biết rồi, cái còn mối quan hệ mà Hoa Kỳ với lại Trung Cộng là nó cũng không tốt lành gì, nhưng mà nó cũng cứ nhằng nhằng như thế này thôi, chứ cũng chả có cái gì vượt quá cả. Nhưng mà chắc chắn là một điều, khi mà Hoa Kỳ kêu gọi một cái liên minh để chống lại Trung Cộng thì chắc chắn là không có Việt Nam, tôi khẳng định với quý vị luôn. Cho dù là cách đây 2 ngày là Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng nói chuyện điện thoại trực tiếp với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, và sau cái cuộc gọi đó thì phía Hoa Kỳ đã nói rằng là cái Việt Nam rất là ủng hộ Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến với Trung Cộng, thì ngoại giao nó thế thôi, chứ tôi bảo chả có gì cả. Trở lại cái vấn đề ông Lý Quang Diệu, mà một trong những cái điều mà tôi tán đồng với ông đó là ông cho rằng là người lãnh đạo đất nước là phải là người thuộc giới thượng lưu, mà giới thượng lưu là phải thượng lưu tinh hoa. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì có khi là ở miền Bắc thì cái gọi là giới thượng lưu thì bây giờ nó mới hình thành cái bọn dầu sổi, cái bọn ý thì không thể gọi là thượng lưu được, mà càng không thể gọi chúng nó là cái bọn tinh hoa được. Thế còn ở phía Nam ấy, cái giới thượng lưu thì đã bị triệt hạ hết rồi, thế còn những người sống sót thì cũng bỏ ra nước ngoài hết rồi, quý vị thấy không ạ? Tức là bây giờ mà cái chủ trương tôi rất tán thành, người lãnh đạo đất nước là phải là người có ăn có học hành và xuất thân từ nhà giàu, đúng không ạ? Được đào tạo một cách bài bản tử tế, có đầy đủ các tố chất để làm một chính trị gia tốt. Đó là một cái điều trái ngược đối với Việt Nam hiện nay, mà là Đảng Cộng sản Việt Nam lại đặt trên nền tảng của giai cấp công đông. Quý vị cứ tưởng tượng đây không phân biệt đối xử, không phân biệt giai cấp. Nhưng mà việc cứ nghĩ là bác công nhân với để bà nông dân thì mà cho lãnh đạo đất nước thì đấy, Việt Nam là cái bài học rồi, phải không ạ? Nó hiện ra hàng ngày hàng giờ mà quý vị đã thấy rồi. Giai cấp vô sản, không có học hành, không có những đủ những cái kiến thức để có thể lãnh đạo một quốc gia, phải không ạ? Mà dưới đây là chúng tôi sẽ nói rất rõ về điều này để quý vị thấy. Thế thì tất nhiên người ta chỉ trích ông Lý Quang Diệu là ông ấy có những cái hành động cứng rắn, mang tính độc tài, nhưng mà tôi vẫn cho là đúng. Ở một cái xã hội mà Đông Nam Á, bảo ạ, trong một cái nền văn minh lúa nước, những người dân mà nó xuất phát từ phần lớn là những người nghèo khổ thì phải có các cái biện pháp cứng rắn. Đồng thời tôi cũng tán thành với ông Lý Quang Diệu, tức là không cổ suý các cái giá trị của phương Tây. Đó. Ông Lý Quang Diệu là ông chống những cái văn hóa phương Tây kinh, tôi cũng thấy như vậy là đúng, nó thích ứng với điều kiện các quốc gia trong khu vực. Đó. Cái tiêu biểu mà cái lối sống phương Tây ở khu vực Đông Nam Á này thì quý vị cũng đã thấy, nó nổi bật là Thái Lan. Những cái giá trị văn hóa phương Tây như bây giờ thì cũng bị cái giá trị văn hóa truyền thống của Thái Lan nó đè bẹp rồi. Kể cả đối với vấn đề mà ông Lý Quang Diệu ông cứng rắn trong cái việc đàn áp các chính trị gia đối lập, cũng như là ông ấy bịt chặt cái quyền tự do ngôn luận. Ví dụ như được việc ông yêu cầu cái thời ông còn sống yêu cầu trừng trị nghiêm khắc các hành động tổ chức biểu tình không xin phép. Đó. Hoặc là các cái hành động mà sử dụng báo chí để tuyên truyền rồi vi phạm nói xấu các cá nhân hay các tổ chức là ông phải trừng trị một cách nghiêm khắc. Thì nên là chúng ta cũng đừng trách là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ cũng ở trong cái tình trạng tương tự như vậy. Thưa quý vị, thế thì là phải nói là về cái giá trị của Mỹ, giá trị ở đây không phải là giá trị văn hóa Mỹ, nhưng mà tôi muốn nói đến một cái chúng ta gọi là một cái đặc trưng của nước Mỹ. Thì cái điều này thì như chúng ta cũng đã biết rồi, điều này thì chúng ta cần phải thừa nhận và khẳng định cái giá trị Mỹ, phải thừa nhận. Vì thành công của đất nước Hoa Kỳ là nằm ở cái nền kinh tế của họ hết sức năng động, nó không chỉ bằng các cái khả năng mà người Mỹ có thể sản xuất ra cùng một thứ với những chi phí thấp hơn. Nhưng điều đáng nói của nền kinh tế Mỹ, cái giá trị Mỹ đó là có sự liên tục đổi mới và sáng tạo.
mà những sản phẩm quý vị đang cầm trên tay của quý vị, những sản phẩm Mỹ như điện thoại iPhone, những chiếc iPad, những cái sản phẩm phần mềm của Microsoft, thì tất cả quý vị cũng chứng kiến nó được xuất xứ từ Hoa Kỳ. Và kể cả cái kỹ nghệ thông tin, công nghệ thông tin của Trung Cộng bây giờ cũng phải phụ thuộc vào các cái phần mềm đó. Người Trung Quốc thì người ta không phải là kém, nhưng mà tại sao người Trung Quốc lại không viết được các cái phần mềm như của các cái công ty Google vân vân người ta có, mà phải mua lại bằng bản quyền những cái giá trị đó? Điều đó người ta nói rằng là với một cái nền văn hóa của Mỹ đã tạo ra những cái điều kiện để cho những con người Mỹ có thể sáng tạo một cách đột phá để thay đổi cục diện, mà đó chính là lý do mà nước Mỹ luôn luôn dẫn đầu thế giới. Thế thì có người sẽ hỏi tôi là thế tại sao mà lại không lại tán đồng với cái ý kiến của Lý Quang Diệu. Đúng không? Khi mà ông Lý Quang Diệu ông nói như thế này thì cũng thấy là nó cũng khá cực đoan. Đúng không? Ông Lý Quang Diệu ông nói về cái giá trị Mỹ thì ông nói tôi thấy là đúng, còn quý vị thấy thế nào thì đó là quan điểm của quý vị. Nhưng mà ông nói như là tại Singapore chúng tôi nếu mà nước tiểu dương tính thì lập tức cái người bị xét nghiệm đó là phải đi cai nghiện ngay. Thế nhưng mà ở Mỹ, nếu chúng ta làm như vậy thì bị coi là xâm phạm quyền tự do cá nhân và lập tức sẽ bị kiện. Vì ở nước Mỹ, quyền cá nhân được coi là bất khả xâm phạm. Đó, quý vị thấy cái quyền bất khả xâm phạm đó nó dẫn đến cái việc mà trong cái đại dịch Covid-19 này, và người Mỹ không thể bắt buộc họ đeo khẩu trang được, mà chỉ vận động, khuyến khích họ nên sử dụng khẩu trang. Mà như quý vị đã biết là một trong những biện pháp ngăn chặn cái đại dịch Covid là phải đeo khẩu trang. Nhưng mà nước Mỹ thất bại là ở trong cái lý do nó như vậy. Nhưng mà cái này thì tôi tán thành với lại ông Lý Quang Diệu. Tức là ông bảo cái giá trị nhân quyền của Mỹ thì luôn luôn coi là việc bất khả xâm phạm, nhưng mà bản thân nước Mỹ có thể bắt một tổng thống nước ngoài mang về giam giữ ở Florida, thế thì tại sao lại gọi là nhân quyền được, đúng không ạ? Thế thì nói về cái vấn đề này thì cũng nói rằng ông là một chút đến là một số người, không ạ? Đặc biệt là những cái giới đấu tranh dân chủ, người ta rất là khoái và luôn luôn cổ vũ cái giá trị Mỹ, và người ta cho rằng nước Mỹ là cái mục đích cái hướng đến. Cái điều này tôi tán thành, không ạ? Nước Mỹ là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến, những cái giá trị Mỹ, không ạ? Thế nhưng mà không thể phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà chính sách đối ngoại, không thể phụ thuộc. Dưới đây tôi sẽ nói lý do ông Lý Quang Diệu ông nói tại sao cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa thất bại. Cái điểm xuất phát của Việt Nam Cộng Hòa tức chính quyền Sài Gòn còn ở mức cao hơn Singapore, mà Singapore cũng đối diện với lại cái nạn cộng sản, nhưng tất nhiên là nó ở cái mức thấp hơn cái chế độ miền Nam của họ. Nhưng rõ ràng thưa quý vị thấy rồi, Singapore không những tồn tại mà còn phát triển và phát triển một cách vượt bậc như chúng ta đã thấy. Còn chính thể Việt Nam Cộng Hòa tồn tại vẹn vẹn 20 năm và sụp đổ mất tiêu. Thế còn là tại sao mà kinh tế Việt Nam Cộng Hòa cũng một nền kinh tế phồn vinh như vậy? Thì trong một phần chúng tôi sẽ phân tích. Nó chả phải là do cái lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa tài giỏi đâu, nó nhiều lý do, không ạ? Mà cái lý do lớn nhất đó là cái miền Nam nó là Nam Kỳ tự trị, nó là thừa hưởng từ một cái chế độ cai trị của Pháp trong nhiều chục năm, đó. Chứ còn các ông lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa thì làm cho Việt Nam Cộng Hòa nát bét rồi, tồn tại 20 năm cũng xây dựng các nền tảng của những giá trị dân chủ nhưng mà thất bại. Thì trong cái phần bình luận nào đó chúng tôi nó sẽ phân tích cái nguyên nhân thất bại của họ. Thế thì thưa quý vị là ông Lý Quang Diệu ông tôn trọng và ông cổ suý cái vấn đề văn hóa đâu. Em có một điều là ông cái khái niệm mà cái này nó cũng mang nặng tính Khổng giáo, nhưng mà tôi thấy là cũng đúng. Thì tôi đây là tôi nói những cái quan điểm cá nhân của tôi. Thì ông Lý Quang Diệu ông nói là người Trung Quốc ấy, nó có một khái niệm về vấn đề đối với lại những cái người làm chính trị nói chung, tức là tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Cái điều này tôi nói là những ai mà có cái suy nghĩ định mà tham gia hoạt động chính trị là phải nghi nghe kỹ cái vấn đề này. Tất nhiên ở đây tôi chỉ là giới thiệu một cách khái quát, đúng không ạ?
Tu thân ở đây thưa quý vị, đó là phải tự lo được cho bản thân mình đã, rồi là để tu nhân tích đức, tự rèn luyện để làm mọi việc, để trở thành mình là những cá nhân có ích trong xã hội. Còn vấn đề tề ra thì phải lo lắng cuộc sống cho gia đình, đó, cho vợ con. Thế còn tham gia hoạt động chính trị mà đi nuôi vợ nuôi con không đầy đủ thì cũng có lẽ cũng phải xem xét lại đó. Phải tề ra trước đã, tu thân xong phải tề ra. Rồi cái thứ ba người ta mới nói đến cái vấn đề trị quốc. Trị quốc chứ không phải là cai trị đất nước đâu, mà là lo lắng cho đất nước, cho dân tộc. Nó mới ở cái giới hạn ở trong suy nghĩ và bắt đầu được thể hiện qua các cái hành động nhất định ở bước khởi đầu thôi. Thế còn muốn tham gia hoạt động chính trị thì người ta gọi là gì? Người ta gọi là bình thiên hạ. Trị quốc và bình thiên hạ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Chứ nhiều khi chúng ta cứ nhầm lẫn là trị quốc tức là tham gia chính trị rồi tham gia trong cái việc tranh giành quyền lực. Bình thiên hạ mới là việc tranh giành quyền lực. Quyền lực ở đây là quyền lực quản lý, cái quyền lực nhà nước. Thế mà có một điều là những cái người mà tham gia chính trị cũng phải nghĩ, phải nhớ là cái tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ phải luôn luôn được duy trì, kể cả khi các anh chấp chính và kể cả khi các anh xuống khi có những sự biến động thay đổi chính phủ. Ở đây tôi nói là trong cái khái niệm là người ta tổ chức bầu cử đó. Thế thì thưa quý vị là cũng tương đối dài rồi, bây giờ là cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thì có lẽ là phải cái bài nói chuyện này có khi phải chia làm hai phần. Thế nhưng mà đại loại cái phần thứ hai ấy, đó là cái phần quan trọng nhất của bài nói, đó là ông Lý Quang Diệu đã nói về lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Và ông nói giải mã cho chúng ta biết là vì sao mà Việt Nam không trở thành quốc gia đứng đầu Đông Nam Á. Đó, mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này rất quan trọng, quý vị cần phải nghe đó. Nghe rồi để mà biết. Nhưng đại loại như này, tôi nói sơ qua, thế còn là có lẽ cái bài nói này cần phải chia làm hai phần vì nó dài đó. Thế nhưng mà có những cái đại ý chính đó. Thì ông Lý Quang Diệu, ông ấy nói về cái quan điểm của ông về Việt Nam. Nhưng mà trước hết thì ông ấy cho rằng ấy, là các nhà lãnh đạo Cộng sản có một cái thái độ gọi là kiêu ngạo Cộng sản. Khi những nhà lãnh đạo Cộng sản luôn luôn có một cái tư duy cho rằng họ đã đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, thì việc gì khó đến đâu họ cũng sẽ làm được. Quý vị thấy không ạ? Đó, đó là lý do vì sao các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ luôn luôn bảo vệ cái quan điểm là họ sẽ tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lênin là một điều hoàn toàn đúng đắn, và họ hy vọng rằng đó sẽ là tấm gương cho các quốc gia khác. Thưa quý vị, thì đây là những cái vấn đề mà ông Lý Quang Diệu nói cách đây khoảng 30 năm. Đến nay thì chúng ta là những người hậu sinh thì chúng ta có thể kiểm chứng được những cái điều mà ông Lý Quang Diệu nói. Thế thì thưa quý vị là trong vấn đề quan điểm về Việt Nam thì ông Lý Quang Diệu ông cũng nói, ông thừa nhận luôn, ông bảo trong cuộc chiến Nam Bắc ở Việt Nam ấy, thì Singapore cũng như Thái Lan đã được hưởng lợi rất nhiều. Đó là hưởng lợi từ những cái việc mà cung cấp nhu yếu phẩm, nhiên liệu, vũ khí và các cái phương tiện chiến tranh cho quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến mà thế giới gọi là cuộc chiến Việt Nam, đúng không ạ? Ông Lý Quang Diệu tiết lộ là riêng về cái xăng dầu và nhiên liệu Singapore bán cho Hoa Kỳ bình quân mỗi tháng là 600 triệu đô la bán xăng dầu. Chỉ riêng bán xăng dầu thưa quý vị là 600 triệu đô la. Đó là chưa kể đến những thu nhập từ việc làm cung cấp hậu cần cho quân đội Mỹ. Mà ông nói là cái nguồn lợi đó đã là nguồn lực ban đầu để xây dựng đất nước Singapore. Và ông cũng đánh giá cao sự có mặt của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến Việt Nam. Mà ông nói là nếu mà không có mặt, có sự có mặt của Hoa Kỳ thì toàn bộ khu vực Đông Nam Á rơi vào tay Cộng sản. Tại vì lúc đó là cái lực lượng Cộng sản ở các
quốc gia Đông Nam Á như ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia, Singapore, Mã Lai, cái lực lượng mà cộng sản của các nước mà hậu thuẫn là cộng sản đại lục đó, thì quý vị cũng đã biết. Thế có điều kiện tôi sẽ giới thiệu với quý vị là lý do tại sao mà các cái phong trào chiến tranh du kích của các tổ chức cộng sản ấy nó lại tan rã một cách nhanh chóng đó. Thế thưa quý vị, là trong cái cuộc chiến Việt Nam là nước Thái Lan nó còn hưởng lợi hơn Singapore. Những cái trục đường lớn ở Thái Lan, những cái trục xuyên suốt mà ở Thái Lan hiện nay là do người Mỹ đầu tư để phục vụ cho chiến tranh Việt Nam. Đó là các cái sân bay ở vùng Đông Bắc của Thái Lan, không ạ? Mà cái con đường ấy, con đường xuyên suốt từ thủ đô Bangkok mà lên đến tận cùng của nó là sát với biên giới Lào, thì gọi là cái con đường hữu nghị, là toàn bộ là do kinh phí của quân đội Mỹ tài trợ. Đó. Thì thưa quý vị, là cũng xin nói hết về cái phần mà ông đánh giá về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bạn ấy tôi có nêu, rồi là chúng ta có lẽ là chuyển sang mời quý vị theo dõi ở phần 2. Đó. Khi nói về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì ông Lý Công Diệu ông nói như thế này. Ông ấy khẳng định là các quốc gia mà có các lãnh tụ vĩ đại sẽ xoay chuyển được lịch sử. Điều này là tôi hoàn toàn tán thành và tôi ủng hộ điều đó. Thế thì khi mà đánh giá về việc Việt Nam Cộng Hòa thất bại thì ông Lý Quang Diệu có nói như thế này, là Sài Gòn có thể làm được những gì mà Singapore đã làm, nhưng nếu nhìn vào Sài Gòn và Singapore vào những cái năm 1954-1955 ấy, thưa quý vị, thì ai cũng nói Singapore là cái thứ vứt đi, mà người ta nói, người ta trông chờ vào cái tương lai của Sài Gòn. Thế rồi kết quả là gì thưa quý vị? Ông Lý Quang Diệu nói là như rồi Singapore đã tự đứng vững, trong khi Việt Nam Cộng Hòa thì một ngày một suy sụp khi người ta dựa vào Mỹ để tồn tại. Đó, xin nói với lại các quý vị mà các bạn bè nào mà cứ đang luôn luôn nghĩ rằng là dựa vào người Mỹ cũng phải suy nghĩ cho thật chín chắn. À. Mà ông Lý Quang Diệu ông nói luôn cái thời mà chính phủ Mỹ, cái thời mà anh Hoven đấy, vâng, là một nguyên nhân gây ra tình trạng xa lầy của Mỹ ở Đông Dương, khi mà người ta bật đèn xanh để loại bỏ ông Ngô Đình Diệm ra khỏi hệ thống chính trị. Thì thưa quý vị, như thế này chúng ta cần phải hiểu đất nước Việt Nam là của chung. Đấy, lời của ông Võ Văn Kiệt ấy, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt nó nói không của riêng ai cả. Thế nên là có một số ý kiến cứ bảo các ông sống ở hải ngoại, ở hải ngoại thì các ông lo cái việc các ông quay về Việt Nam làm gì đó. Thế mà hôm nay lại tự nhiên quay ra nói cái vấn đề Việt Nam không phát triển, tại vì mấy ngày rồi là cứ nói toàn những vấn đề là nóng. Thế rồi những vấn đề nói xong cái là Cộng sản Hà Nội là thấy là người ta nói đúng quá, thế là cũng phải sửa đổi đó. Đấy, quý vị cứ nhìn lại trong tuần vừa rồi là 3 vụ việc mà người ta phải xin lỗi, rồi người ta có những cái biện pháp điều chỉnh kịp thời để lấy lòng dân. Đó. Thế bây giờ thưa quý vị, là để trở về cái vấn đề chính của cái nội dung bài nói, mà phần 1 mới là cái phần mà đi vào cơ bản thôi, chứ còn là bây giờ là mới là chúng tôi nói là những cái lý do thực sự nó là như thế nào. Trước thì cái phần 1 thì thưa quý vị là tôi cũng giới thiệu về thân thế sự nghiệp và những cái đánh giá của tôi về cựu thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu, những cái quan điểm chính trị của ông, những điều mà tôi cho rằng là phù hợp với cái suy nghĩ của tôi. Rồi tôi cũng nói là ông cũng đánh giá về cái sự thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì tất nhiên ông cũng nói sơ qua thôi, ông chỉ nói dưới cái góc độ quan hệ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn cái vấn đề nội tình của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thì có lẽ là có thời gian thì sẽ nói cái vấn đề này đó. Thế thì thưa quý vị, là trở lại cái vấn đề mà ông Lý Quang Diệu đánh giá về các cái quan điểm ấy, thì tôi cũng xin nhắc lại quý vị là một cái ý kiến như thế này. Ông Lý Quang Diệu là một người mà được đánh giá là có một cái tầm nhìn chiến lược rất quan trọng, mà hôm nay chúng tôi giới thiệu thêm với quý vị, đó là có những cái tầm nhìn rất là
là lâu dài và chính xác. Ví dụ như ở phần trước chúng tôi đã nói, ông Lý Quang Diệu đã cho rằng thế kỷ 21 sẽ là một thế kỷ là cái cuộc cạnh tranh giữa ngôi vị siêu cường giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đó. Điều đó chúng tôi nói ở phần 1 rồi. Xong, ông Lý Quang Diệu còn có những ý kiến ông cho rằng là thế kỷ thứ 21, giai đoạn tới đây sẽ là thế kỷ của Trung Quốc và đa số các quốc gia Đông Nam Á sẽ ngả sang Trung Quốc chứ không đứng chung chiến tuyến với lại Hoa Kỳ. Điều này thì quý vị có thể kiểm chứng trong cái thời gian ngắn trước mắt, phải không ạ? Thế thì để trở lại cái vấn đề mà ông Lý Quang Diệu ông nói về cái lãnh đạo Việt Nam, thì như ở cuối phần 1 chúng tôi đã nói rồi, lãnh đạo Việt Nam mà ông Lý Quang Diệu ông đánh giá cho rằng là người ta có cái sự kiêu ngạo cộng sản, nhất là trong tư duy của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam, cái lứa mà ngang với lại ông Lý Quang Diệu, tức là ý ông nói là đối với cái thế hệ mà Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Đỗ Mười gì đó, không ạ, ông nói là kiêu ngạo cộng sản, luôn luôn là nghĩ là đánh thắng hai đế quốc to, không ạ, là Pháp và Mỹ. Thì câu này là tôi dẫn trong di chúc của Hồ Chí Minh. Nhưng mà tư duy của lãnh đạo cộng sản Việt Nam cứ nghĩ là đánh được hai cường quốc rồi thì làm việc gì cũng thành công. Do đó cũng là một trong những lý do mà họ nghĩ rằng là với cái đường lối mà chủ nghĩa Mác Lênin, người ta đã đánh thắng hai đế quốc to thì nó là điều hoàn toàn đúng, và người ta sẽ tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa Mác Lênin để xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cái đường lối chủ nghĩa cộng sản, mà người ta còn hy vọng đó là những cái tấm gương cho các quốc gia khác. Thế thì thưa quý vị, là khi nói về Việt Nam thì ông nói là các nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Singapore, là được, là có những cái khoản lợi nhuận khổng lồ trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, là thu lợi. Ông cũng cho là lãnh đạo Việt Nam hai miền Nam Bắc thì cứ say sưa mải mê đánh nhau, mà cuối cùng là để cho Thái Lan và Singapore trục lợi. Nước Mỹ thì cũng mất tiền tài, vật lực, kể cả con người. Cộng sản Hà Nội cũng vậy, mà kể cả Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Mà cuối cùng, tiếng Việt gọi là cao ngao cò tranh ăn, ngư ông đắc lợi, thì hai ngư ông ở Singapore mới lại Thái Lan là tòa sơn quan hổ đấu, và cứ nhét tiền vào túi đều đều. Thì đó là những cái lịch sử dài dột của các lãnh đạo chính trị Việt Nam, kể cả Nam và Bắc, đúng không ạ? Tức là Nam ở đây là Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là Bắc là miền Bắc Cộng sản. Thế nhưng mà khi mà Việt Nam đã bắt đầu cái công cuộc gọi là đổi mới về kinh tế, thực ra công đặt là chữ đổi mới thôi, chứ bình thường ngày xưa trước năm 1954 hay là trước năm 1975 ở miền Nam, đã năm 54 ở miền Bắc, thì người ta đang ngon lành cành đào thôi, làm ăn theo quy luật kinh tế thị trường, là đất nước giàu mạnh, không ạ, người dân là ấm no hạnh phúc. Thế mà các ông ấy lại tự ông đập phá bằng mấy cuộc cải cách ruộng đất năm 1954 ở miền Bắc, và cái cuộc cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam năm 1975, phá lánh tanh bành cái nền kinh tế Việt Nam. Miền Bắc thì phá trước đó 20 năm, thế còn đến năm 1975 thì lại đập nát nền kinh tế miền Nam. Tức có nghĩa là nó tương đương được ví với cái hành động là tự trói tay mình ý. Rồi đến khi mà các ông cảm thấy là trói quá, là đói, không có mà ăn, thì các ông mới cởi trói. Thì ông bảo là đây là đổi mới, là sáng tạo lớn. Thế là có người ta có ý kiến là mày, chúng mày tự trói tay chúng mày lại. Thế rồi đến lúc chúng mày đói nhăn răng, không cháo, không có mà hút, thì lên lúc tự cởi trói ra thì lại bảo đó là sáng tạo. Sáng tạo cái gì? Thế thưa quý vị, là cái cải cách của Việt Nam ấy, nó mang lại một cái thành tựu nhanh chóng. Ngay sau năm 1976, người ta đã thấy là cái sức sống của nền kinh tế Việt Nam đã trở lại. Nhưng mà theo đánh giá của ông Lý Quang Diệu, cái đó chả phải công sức gì cả, tức là tự cởi trói, thì cái nền kinh tế tư nhân nó bắt đầu khởi động và nó bắt đầu vận hành, thì những cái sản phẩm của cải vật chất của đất nước là nó tự nó sinh ra thôi. Đó là lý do vì sao mà ở Việt Nam Cộng Hòa trong cái giai đoạn 1955 đến 1975 là có một nền kinh tế rất tốt. Đó. Tất nhiên nó có nhiều lý do, không phân tích sâu ở đây. Nhưng mà
Một khi cái nền kinh tế thị trường không bị những cái sự ngăn cản nào đó thì nó phát triển một cách hết sức lành mạnh. Thế thì thưa quý vị, là theo ý kiến của ông Lý Quang Diệu, ông nói như thế này: tư duy của các cái nhà lãnh đạo Việt Nam ấy đã khiến cho Việt Nam trì trệ, và chỉ khi nào cái thế hệ đó, tức là cái thế hệ mà Lê Khả Phiêu, thế hệ mà Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, rồi đến cả Lê Khả Phiêu, và cho đến bây giờ phải có loại Nguyễn Phú Trọng là phải chết ấy, thì Việt Nam mới có thể tạo ra những cái đột phá. Chứ còn người ta nói là những thành tích, cái thành tựu kinh tế mà đến hôm nay mà quý vị chứng kiến ở Việt Nam, nó là những cái thành tựu tự nhiên mà đến. Chứ còn người cộng sản thì hoàn toàn là chỉ có phá, khi người ta đã sử dụng cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế nhà nước làm chủ đạo, mà quý vị thấy rồi, phải không ạ? Sờ vào đâu cũng vài chục nghìn tỷ, dự án nào cũng lỗ, thua kém chim miên. Giá như mà cắt bỏ được cái nền kinh tế đó ra thì có khi nó lại trong họa có phúc. Thế để nói tiếp về cái vấn đề mà ông Lý Quang Diệu góp ý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì thưa quý vị như thế này: là cái tháng 11 năm 1991 thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tư cách là Thủ tướng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sang thăm Singapore. Thế thì ở đây cũng phải xin nhắc lại là năm 1975, là ông Phạm Văn Đồng khi đó là năm 1976 đấy, thì ông Phạm Văn Đồng khi đó cũng sang thăm Singapore, mở ra một cái kỷ nguyên ở Việt Nam có quan hệ với các nước láng giềng gì đó. Thì ông Phạm Văn Đồng sang Singapore có những phát biểu rất là kiêu ngạo, thậm chí còn chỉ trích ông Lý Quang Diệu là tay sai cho Mỹ. Quý vị phải nhớ là như thế. Thế thì trong cái chuyến thăm tháng 11 năm 1991 thì ông Võ Văn Kiệt có mời ông Lý Quang Diệu là sang thăm Việt Nam. Thì khi ông Lý Quang Diệu ông nói là ông nhận lời, thì mà ông suy nghĩ lắm, ông bảo chưa chắc ông đã sang, tại vì ông cũng chưa hiểu cái chính kiến của ông Võ Văn Kiệt như thế nào, thì ông cứ nhận lời như vậy thôi. Và ông hứa là ông sẽ dành thời gian để ông sang Việt Nam, ông khảo sát tình hình. Thế và sau đó thưa quý vị, là mấy tháng sau thì ông sang Việt Nam ngay, đó là tháng 4 năm 1992, thì ông Lý Quang Diệu bay sang Hà Nội làm việc với lại Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thế thì theo ông Lý Quang Diệu, ông cho biết là lúc đầu ông Đỗ Mười khi đó là Tổng Bí Thư, thưa quý vị, đã định không tiếp ông Lý Quang Diệu rồi, vì ông Đỗ Mười vẫn nghĩ là Lý Quang Diệu vẫn một cái tư duy như của ông Phạm Văn Đồng, là một tên chống cộng hèn hạ, bảo ông Lý Quang Diệu là thế. Nhưng mà ông Đồng sau khi được một số những người thân cận giải thích cho, thì ông Đỗ Mười đồng ý tiếp ông Lý Quang Diệu cùng với lại ông Võ Văn Kiệt. Thì trong cái buổi tiếp hôm ấy thì ông Lý Quang Diệu ông có cái nhận xét là ngoài mặt thì Đỗ Mười tỏ ra là rất là vui vẻ, thân mật. Thế nhưng mà ông nhìn trong ánh mắt của ông Lý Quang Diệu thì ông ấy thấy rằng hết sức nghi ngờ Lý Quang Diệu. Thế nhưng mà một cái sự bất ngờ đối với ông Lý Quang Diệu đó là tháng 10 năm 1993 đó, thì Tổng Bí thư Đỗ Mười đã sang thăm chính thức Singapore. Và khi đó thì ông Lý Quang Diệu thấy là ông Đỗ Mười thay đổi hoàn toàn thái độ, thái độ hết sức thân thiện và tin tưởng ông Lý Quang Diệu. Và đó chính là lý do và sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười đến Singapore, thì chính quyền Hà Nội đã cho dịch và phát hành tuyển tập các bài chính luận của ông Lý Quang Diệu phát hành tại Việt Nam. Và sau đó ông Lý Quang Diệu cũng cho biết ông còn đến Việt Nam 3 lần nữa vào các năm 1993, 1995 và 1997, cho đến khi mà ông Võ Văn Kiệt từ trần. Thì lúc đó là ban lãnh đạo Hà Nội là quay lưng lại với Singapore, quay lưng lại với cái dự án mà ông Võ Văn Kiệt đang cố sức gây dựng. Thế thì nhận xét về cái hoạt động quan hệ với giới chức lãnh đạo Việt Nam ấy, thì ông Lý Quang Diệu ông cho rằng là ông được mời với một tư cách là cố vấn, nhưng mà ông chưa nhận lời. Thế nhưng mà ông nói là
trong các cái chuyên văn Việt Nam mang tính chất thăm dò thì ông nhận thấy là trong giới chức lãnh đạo Hà Nội là nó có hai loại. Có một số là những con chức mà kiểu trợ lý hay là cố vấn, thì ông đánh giá là với cái mục đích tiến thân nên là họ cố gắng lọc lựa những cái ý kiến mà người ta biết rằng là các ông lãnh đạo bảo thủ muốn nghe thì các ông truyền đạt, tức là dịch rồi giới thiệu. Thế còn loại thứ hai mà ông Lý Quang Diệu đánh giá cao, đó là một số các cố vấn cũng như chuyên gia rất quan tâm đến những vấn đề mà ông Lý Quang Diệu gợi mở ra cho lãnh đạo Việt Nam. Họ rất thích nghe, theo Lý Quang Diệu ông cho biết như vậy, thích nghe. Và họ tập trung vào những kế sách mà ông Lý Quang Diệu giới thiệu để họ biến chuyển nó trở thành phù hợp với điều kiện của Việt Nam và để giới thiệu với các lãnh đạo cao cấp của Hà Nội. Thế thì có một cái mà rất quan trọng, hy vọng rằng là các cháu thanh niên hoặc những người mà lớp trẻ cần phải nhớ cái điều mà tôi sẽ nói sau đây. Thì thưa quý vị, là ông Lý Quang Diệu nói như thế này, là các ông lãnh đạo của Hà Nội có một cái đề nghị với ông Lý Quang Diệu là họ mong muốn rằng là phải đồng thời phát triển một nền kinh tế thị trường đó, nhưng mà phải với điều kiện phải phát triển thật nhanh mà. Không cần quan tâm đến cái vấn đề bảo vệ môi trường hay là gì đó, đó cứ làm như kiểu Trung Quốc, nhưng mà phải với một điều kiện, đó là phải giữ nguyên đường lối chuyên chính vô sản với chế độ độc tài đảng trị, tức là duy nhất một đảng. Vì các cái ông lãnh đạo Hà Nội lúc đó cho rằng ấy, họ hai cái quốc lớn là Mỹ và Pháp họ còn đánh đổ, thì tin rằng là việc gì khó đến đâu họ cũng làm được hết. Họ chỉ muốn ông Lý Quang Diệu góp ý kiến để cho họ thử nghiệm cũng như chứng minh rằng là đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx Lenin là một điều hoàn toàn có thể và là một điều đúng để làm gương cho các quốc gia khác. Đó là suy nghĩ của ban lãnh đạo Hà Nội những cái năm thập kỷ 90. Thế thì quý vị thấy là đến hôm nay chúng ta thấy rồi. Mà đó cũng chính là lý do vì sao mà Cộng sản Hà Nội là cứ gò ép cái nền kinh tế thị trường mà phải mang cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là lý do đó, thưa quý vị. Thì ông Lý Quang Diệu ông có nói như thế này, thưa quý vị, là ông biết nếu mà nói thẳng ruột ngựa ra thì những cái nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó, đó là Đỗ Mười, Lê Đức Anh đó, thì người ta sẽ không nghe, người ta sẽ quay lưng với ông ấy. Thế nên là ông cho rằng ban đầu thì tôi đã tỏ rõ cái thiện chí bằng cách ông Lý Quang Diệu đã đề nghị chính quyền Singapore bỏ ra một số tiền khá lớn để viện trợ cũng như để đầu tư cho một số cơ sở sản xuất. Sau đó mời một số nhà lãnh đạo Việt Nam sang khảo sát và sang tận nơi thêm cách thức tổ chức làm ăn của các cái doanh nghiệp đó ở Singapore, với hy vọng là các cái nhà lãnh đạo Hà Nội có thể tham khảo được cái mô hình mà sẽ mang về áp dụng ở Việt Nam. Thế thì sau khi mà ông Lý Quang Diệu cho làm các cái công trình nghiên cứu đó, đó thì các ông Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Nguyễn Phú Trọng cũng lần lượt bay sang Singapore. Rồi là các ông cũng đi tham quan Singapore, nghe nhiều bài giới thiệu, vân vân và vân vân. Nhưng mà ông ấy cảm giác là cái tri thức của các lãnh đạo Việt Nam, người ta không hiểu những vấn đề đó. Và ông vẫn tiếp tục nuôi hy vọng, ông bảo chắc một thời gian là bọn này nó sẽ hiểu. Nhưng mà khi đi tham quan Singapore thì ông Lý Quang Diệu mới phát hiện là hóa ra lãnh đạo Việt Nam khi ấy vẫn còn làm những cái việc mà các ông cho rằng là xây dựng một nền kinh tế thị trường trong một chế độ vô sản chuyên chính theo chủ nghĩa Marx Lenin. Thế thì lúc ấy thì ông Lý Quang Diệu cũng lắc đầu, ông bảo đúng là bọn này nó mù quáng, nói chuyện với bọn này mãi thì chúng nó không hiểu được những chuyện đó. Thế
thì ông Nguyễn Quang Diệu cho rằng là đến lúc mà ông phải nói toạc luôn, toạc móng heo luôn để cho ban lãnh đạo Hà Nội phải hiểu. Thì ông ấy nói với lại các nhà lãnh đạo Hà Nội như thế này: nền kinh tế thị trường và thể chế chính trị vô sản chuyên chính là hai vấn đề mâu thuẫn với nhau như lửa với nước, và nó không thể dung hòa nhau được. Nếu quý vị mà cứ tiếp tục gắn ép hai thứ đó với nhau thì sẽ sinh ra một xã hội ở Việt Nam sẽ rối loạn và thối nát, nó theo kiểu chế độ tư bản thời kỳ hoang dã. Đó, đến ngày hôm nay quý vị thấy chưa? Công an vào nhà đập phá khóa nhà dân rồi vào lục soát ở trong nhà, không có lệnh khám xét như quý vị đã xem ở những cái clip gần đây. Đó, một xã hội rối loạn, thối nát là như thế. Thế mà vẫn theo ông Lý Quang Diệu, ông nói là tôi đã khuyên họ rằng vô sản chuyên chính sẽ không phát huy được mặt tích cực của nền kinh tế thị trường, mà nó càng làm tăng thêm mặt tiêu cực, nó sẽ làm trầm trọng thêm các nhược điểm tối đa của nó. Đó là cái vấn đề tiêu cực của nền kinh tế thị trường, nó sẽ như là một cái mảnh đất sống cho cái vấn đề tham nhũng. Điều đó sẽ sinh ra một cái nạn tham nhũng trầm trọng và rộng khắp. Không như thế nó còn đẻ ra cái tệ nạn mưu quan bán chức, sẽ làm xuống cấp đạo đức và giáo dục, nó sẽ làm phát triển tệ nạn dối trá từ trên xuống dưới. Và rõ ràng ông Lý Quang Diệu nói cách đây gần 30 năm đấy, ông nói chẳng thể phát triển kinh tế được bao nhiêu cả. Đến lúc này quý vị thấy thế nào? Quý vị kiểm chứng, những người mà đang xem cái chương trình của KTV, quý vị hãy kiểm chứng lại những điều mà ông Lý Quang Diệu đã nói, phải không ạ? Tôi xin nhắc lại, đó là ông Lý Quang Diệu nói nếu cứ cố gắng ghép cái nền kinh tế thị trường với thể chế chính trị vô sản chuyên chính, tức là một cái thể chế chính trị cộng sản đó, thì nó sẽ tạo ra một xã hội rối loạn và thối nát kiểu chế độ tư bản thời kỳ hoang dã. Quý vị thấy đúng không? Có sai không? Không sai. Rồi thì ông còn nói là nó cứ cố ép kinh tế thị trường đi với chuyên chính vô sản thì nó sẽ tạo ra một cái cảnh là tham nhũng trầm trọng, rộng khắp, đẻ ra tệ nạn mưu quan bán chức, làm cho xuống cấp đạo đức xã hội cũng như xuống cấp về vấn đề giáo dục. Và cái điều đó nó sẽ là tạo tiền đề làm phát triển cái nạn dối trá từ trên xuống dưới, và kinh tế phát triển nhưng không được bao nhiêu cả. Đó, quý vị đã kiểm chứng chưa? Thế do đó là nhất là lớp trẻ chỉ cần hiểu thôi, tức là bây giờ ban lãnh đạo Hà Nội cứ làm đúng như những cái lời khuyên của ông Lý Quang Diệu, và giá như cách đây 30 năm mà họ đã thực hiện những cái lời khuyên của một cái chính trị gia lỗi lạc như ông Lý Quang Diệu, thì tôi hy vọng rằng là chắc chắn tôi không dùng chiếc nếu, tôi hy vọng đó thì có những cái sự thay đổi rất cơ bản đối với nền kinh tế Việt Nam. Thì chắc chắn là cái cảnh mà người Việt Nam đi ra nước ngoài làm nô lệ, và ở đây đúng là chữ nô lệ đó, thì chắc chắn là nó sẽ giảm, chưa chắc lại hết nhưng mà nó sẽ giảm. Thế thì theo đánh giá của ông Lý Quang Diệu, để tôi nói tiếp rồi tôi sẽ phân tích ở phần cuối thưa quý vị, ông cho rằng là sau sửa sai năm 1986, có một điều là ban lãnh đạo Việt Nam cũng như là người dân Việt Nam nhầm, đó là việc đổi mới đã khiến cho kinh tế có phát triển, cho dù phát triển ở một cái tốc độ tăng trưởng rất cao, đó là 8% một năm, nhưng mà theo đánh giá của ông Lý Quang Diệu, đó nó chỉ là sự tăng trưởng do người dân được cởi trói, chứ hoàn toàn không phải là do lao động sáng tạo và việc sử dụng công nghệ cao. Mà một cái điều thiếu vắng ở Việt Nam đó là một nền kinh tế tri thức, mà ông còn chỉ rõ, thưa quý vị, ông Lý Quang Diệu ông chỉ cái thành tựu kinh tế Việt Nam hiện nay được cho là phát triển, đó là cái sự phát triển nóng dựa vào khai thác tài nguyên để bán sản phẩm thô, cũng như việc vay nợ sử dụng lao động đơn giản khi tạo một cái môi trường đầu tư tương đối khả thi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thế tuy nhiên một cái hậu quả nhận lại, các bạn, nền kinh tế là không phát triển có chiều sâu, cũng như sự phát triển vội vàng và dễ phải gặp những cái việc như tàn phá thiên nhiên môi trường. Đó là một cái sự tệ hại khi mà
các nhà lãnh đạo Hà Nội là chú tâm để kiếm những cái lợi ích trước mắt, nhưng người ta không nghĩ đến những cái hậu quả, đó là các cái tai họa nặng nề cho cái thế hệ sau. Thế thì về cái vấn đề ông Lý Quang Diệu, ông còn góp ý cho ban lãnh đạo Hà Nội về sự ông gọi là phát triển bền vững. Thì ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khi ấy họ không quan tâm, họ chỉ một cái đòi hỏi là làm sao để cho là kinh tế tăng trưởng nhanh bất chấp các cái điều kiện khác, miễn là đưa được đất nước thoát khỏi nghèo đói. Mà theo Lý Quang Diệu, thưa quý vị, ông nói rằng là với một cái cương lĩnh, với một chính sách như thế, ông thấy rằng là các nhà lãnh đạo Cộng sản Hà Nội tưởng nhầm, họ tưởng đó là cái sự sáng suốt của chủ nghĩa Mác Lênin mà họ gọi là vận dụng sáng tạo nên đạt được các cái thành quả đó. Do đó ông Lý Quang Diệu, thưa quý vị, ông đã khẳng định là Việt Nam muốn cải cách hay phát triển kinh tế theo thị trường, muốn hòa nhập với thế giới dân chủ thì trước hết cần phải cải cách nhà nước theo thể chế tam quyền phân lập. Quý vị thấy không ạ? Phải cải cách thể chế, có một thể chế tam quyền phân lập để giám sát, kiểm soát quyền lực giữa hành pháp, tư pháp cũng như là pháp. Đồng thời là cần phải thật sự cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, đặc biệt là vấn đề dân chủ trong bầu cử, để lựa chọn được những người có tài, có đức tham gia quản trị đất nước. Thế thì theo nhận xét của ông Lý Quang Diệu, thưa quý vị, là ban lãnh đạo Hà Nội khi ấy có một cái tư duy rất là, ông nghĩ rằng là chắc là hệ quả của do người ta tiếp nhận cái lý luận của chủ nghĩa cộng sản ấy. Nên là họ chỉ muốn nói, ông Lý Quang Diệu nói mang tính chất như là như kiểu chuyên gia của Trung Quốc và Liên Xô trước đây nói với họ, tức là khuyên nhủ. Nhưng mà ông Lý Quang Diệu ông nói là ông là vai trò cố vấn, chứ ông không phải là vai trò thuyết khách như các chuyên gia của Trung Cộng cũng như Nga Xô, phải không ạ? Thế tuy nhiên thì ông ấy nói rằng như thế này, ông bảo đến đây thì cũng có lẽ hết chịu đựng rồi. Thì ông có nói cái vấn đề này đó, quý vị, mà nhất là các bạn trẻ phải nhớ. Ông Lý Quang Diệu ông có nói, ông bảo tôi buộc lòng tôi phải nói những suy nghĩ cuối cùng của tôi, đó là các ông, tức là chỉ cái ban lãnh đạo Kiệt Mười Trinh, Kiệt Mười Anh, xin lỗi, các ông không phải tìm người cố vấn nước ngoài, mà các ông hãy tìm ở trong nước. Người Việt các ông có nhiều người rất giỏi, nhưng họ không được trọng dụng đúng chỗ, vì họ không thích hợp với chế độ độc đoán toàn trị của các ông. Tức là cuối cùng là cũng phải phang thôi, nói thẳng để mà về. Và ông cũng nói rất là rõ, và ông nói những cái người giỏi, những người có tri thức ấy, thì thường họ bất đồng với những ý kiến của các ông, mà các ông lại tống người ta vào tù. Một số thì bỏ ra nước ngoài, một số khác thì nín thở qua sông, ôm hận để chờ thôi. Và ông cũng nói thẳng đó là tinh hoa hiện tại của đất nước phải được tập hợp ở trong quốc hội, trong các cái bộ máy của nhà nước, phải bỏ ngay cái vấn đề mà đảng viên mới được làm lãnh đạo. Ông bảo như thế, nếu mà đảng viên làm lãnh đạo thì không thể phát huy được tăng đề tài. Mà ông nêu đó là kinh nghiệm chủ yếu của Singapore, là bộ máy hành chính nhà nước là phải tinh gọn. Mà muốn làm được việc đó, thưa quý vị, ông Lý Quang Diệu chỉ rõ là phải chọn dụng được những người thật sự tài giỏi và liêm chính. Mà ông nói luôn, trong cái buổi làm việc cuối cùng ông nói thẳng hết luôn. Ông bảo nhìn vào quốc hội của các ông thì tôi thấy chỉ có đại diện cho nó, chứ không thấy trí tuệ ở đâu cả. Mà cái bộ máy quản lý của các ông, đó là đảng, chính quyền và mặt trận tổ quốc, thật là vô lý. Ba cái tổ chức ấy nằm dưới sự lãnh đạo của đảng thì chẳng qua là các tổ chức gọi là ôm ấp nhau, dẫm đạp lên nhau, mà không phát huy được các nhân tài và những cái người tài giỏi để phục vụ cho đất nước. Thế thì ông Lý Quang Diệu, thưa quý vị, là những cái
cái phát biểu của ông, cái buổi làm việc cuối cùng này là nó gay gắt, mà đến bây giờ thì người ta mới công bố. Mà ông nói luôn năng suất lao động của Việt Nam là thuộc loại rất thấp ấy, vậy mà năng suất làm việc của chính quyền và quốc hội thì lại còn thấp hơn. Nó đúng như cái thành ngữ Việt Nam nói là các cơ quan chính quyền với quốc hội là một cái lỗ ăn tàn phá hại. Mà ông ấy nói rằng là câu ấy là khá đúng cho đội ngũ quan chức các cấp của các ông từ cơ sở đến trung ương. Và ông Lý Quang Diệu đặt vấn đề là như thế thì dựa vào đâu để các ông phát triển được. Thế mà ông đưa ra một cái ví dụ mà khi mà tôi đọc lần đầu là tôi buồn cười. Tôi giới thiệu với quý vị và các bạn trẻ là cần phải nghe. Đó là ông nói này, các nước dân chủ thì đều cho rằng động lực để phát triển xã hội thì phải dựa vào năng lực trách nhiệm của ba lực lượng, đó là trí thức, doanh nhân và quan chức chính quyền. Tôi xin nhắc lại, cái động lực để phát triển xã hội là phải dựa vào năng lực và trách nhiệm của ba lực lượng, đó là một là trí thức, hai là doanh nhân và ba là quan chức chính quyền. Thế vậy mà các ông lại dựa vào liên minh công nông, mà liên minh công nông của các ông thì đang lao động cực nhục và sống lay lắt. Trí thức của các ông thì phần lớn là hữu danh vô thực, doanh nhân thì còn bị yếu và bị chèn ép, mà quan chức nhà nước thì phần lớn là nặng về tham nhũng, cửa quyền và yếu kém về trình độ và đạo đức. Vì vậy, ông Lý Quang Diệu nói rằng muốn phát triển đúng hướng thì phải thay đổi từ gốc rễ nhận thức, đó là nhận thức, và phải thay đổi thể chế ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng những ai đang nghe bài nói chuyện này, nếu mà có những sự hiểu biết nhất định về chính trị thì quý vị thấy những gợi ý của ông Lý Quang Diệu rất hợp lý. Thế còn là những mà các bạn mà chưa hiểu thì tôi hy vọng là các bạn cố gắng dành thời gian tìm hiểu thêm, hoặc là tiếp tục theo dõi KTV trong một thời gian, thì tôi tin rằng là cái năng lực cũng như là cái nhận biết, hiểu biết về chính trị của các bạn sẽ hiểu được những cái bài nói chuyện, và nó theo tôi là cũng, nếu mà không có các cái tri thức căn bản về vấn đề khoa học chính trị thì nghe nó cũng chán mà cũng khó hiểu. Thế thưa quý vị, là cuối cùng thì ông Lý Quang Diệu cũng cho biết là cái thời gian mà quan hệ gọi là theo ông là tốt đẹp giữa Singapore và Hà Nội thì nó chỉ tồn tại trong cái thời gian còn ông Võ Văn Kiệt cũng còn sống, và đến khi ông Võ Văn Kiệt nghỉ hưu thì quan hệ mà ông cho là quan hệ đồng sàng dị mộng giữa Việt Nam và Singapore thì dần dần là quay về trạng thái, thưa quý vị, đó là bằng mặt mà không bằng lòng. Thưa quý vị, là như vậy là tôi đã giới thiệu đến quý vị trọn vẹn cái nội dung giải mã vì sao mà Việt Nam không trở thành quốc gia đứng đầu Đông Nam Á, và những góp ý của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Đây là một chuyện của quá khứ rồi, thưa quý vị. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn có cái giá trị thực tế để cho chúng ta, giữa tôi và cũng như là các cái quý độc giả của KTV chiêm nghiệm. Nó cũng là những cái điều kiện để quý vị kiểm chứng cũng như là so sánh để rút ra các cái kết luận, các cái nhận thức chính trị cho mình. Và tôi nghĩ là đây là một cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất, đó là chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân vì sao Việt Nam đã không thể cất cánh trở thành rồng thành hổ được như các quốc gia láng giềng khác, trong khi theo thống kê bình quân các quốc gia khác chỉ chừng 20 đến 23 năm người ta đã thành rồng thành hổ rồi. Đó. Như Singapore là 30 năm nhưng mà tiến bước một cách chắc chắn đã trở thành là một trong những cường quốc kinh tế của thế giới. Thế tại sao Việt Nam nó không làm được những cái việc nhỏ bé như thế, trở thành một cái cường quốc ở trong cái thứ hạng đó, G20 chẳng hạn? Tôi nghĩ rằng là nếu mà có một chính sách đúng thì điều đó không khó, hoàn toàn có cơ sở có thể thực hiện được. Quý vị hãy tin tôi. Đó. Điều đó cho thấy là cái vấn đề là chiến lược phát triển là hết sức quan trọng. Chả cần chủ thuyết mẹ gì hết. Tôi xin lỗi quý vị, cũng phải nói thẳng thế, không cần chủ thuyết gì cả. Cứ thế giới nó làm thế nào là mình làm. Mà đặc biệt là các cái chuyên gia kinh tế kỳ cựu, những người nổi tiếng thế giới, ta phải nghe họ. Họ nói mình phải tin họ và làm theo họ.
Giá như cái bài học của ông Lý Quang Diệu nói với cái ban lãnh đạo Hà Nội thời đó mà các ông áp dụng, đã chót rồi, chủ nghĩa phải xác định luôn chủ nghĩa Mác Lênin là sai lầm, nó là một lý thuyết phản động, không theo nữa, đừng có ngượng ngùng gì đó gì cả, vứt nó vào hộp sọt rác để cùng nhau đứng dậy. Và bạn, tôi nói ban lãnh đạo Hà Nội chứ tôi không nói là nhân dân, thôi cho các ông nắm tay nhân dân cùng đứng dậy để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và hùng cường, thì chắc chắn là các ông giành được sự ủng hộ tuyệt đối của người dân. Đó. Nói tuyệt đối thì nó hơi quá, nhưng mà đa số người dân nó sẽ ủng hộ các ông. Các ông không phải lo thì diễn biến hòa bình, các ông đừng có phải lo thì thế lực thù địch chả ai làm gì được các ông đâu. Đó. Thế nhưng mà dân giàu, nước mạnh, nước mạnh là kinh tế dồi dào, có tiềm lực, quốc phòng mạnh, thì cũng chả ai nó dám động ở Việt Nam, không phải đau đầu. Đó. Thưa quý vị, là cái chương trình bình luận thời sự giải mã về vì sao là Việt Nam không trở thành một cái quốc gia đứng đầu Nam Á, và những cái góp ý của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, thì xin kết thúc tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và đề nghị quý vị là đăng ký theo dõi kênh cũng như bấm vào nút chuông để nhận các bản tin mới nhất. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt.